Nhận lời mời của Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, sáng ngày 26 tháng 6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường đi thăm chính thức Belarus từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Cùng đi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang tới nga và belarus diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả với nội hàm ngày càng phong phú quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt việt nam belarus phát triển tốt đẹp Chuyến thăm đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương với Nga và Belarus, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kết thúc chuyến thăm chính thức Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ chính thức thăm Liên bang Nga từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7.